Chiều ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện gồm quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đối với đồng chí Nguyễn Văn Khuông, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1962, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Bùi Đức Thuận, viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất, và quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Dương, công chức Phòng Tài chính Kế hoạch, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch. Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, mong muốn các đồng chí được kéo dài thời gian công tác và bổ nhiệm vào vị trí mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình để làm tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của huyện. Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí mới được bổ nhiệm đã gửi lời cảm ơn tới Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã tin tưởng giao trọng trách. Các đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.